Hà Giang. Tin hỏng thương điếp, chương trình thời sự tổng hợp cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang văn này, khai con lên phân tín. Tiếp làm phân tín mi phóng sự, ba mẹ hề lại cách ơi lòng đầu tứ. Khả này mời tin hỏng toàn nghe nội dung của chương trình. Pin Hồng Thường Điếp, Chào Văn Tham Thiết Bình Thí, Chúc Quảng Trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp Thành phố Hồ Chí Minh, đã hát về meeting diễu bình, diễu hành, kỷ niệm thi tiếp Pi Văn Giải phóng Việt Nam, Thống nhất nước lượn, Văn Tham Thiết Bình Thí, Pi Xuyên Đường Cầu Park Chất Tiếp Hà, Văn Tham Thiết Bình Thí, Pi Thòng Xuyên Tiếp Hà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cấp lại lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự đại lễ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dự đại lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã lần. Đại thắng mùa xuân Pi Xuyên Đường Cầu Park Chất Tiếp Hà, lê trang sử hào hùng, đời lịch sử dự nước, quốc dân tộc là. Đới chiến thắng lịch sử này, nước là đã giải phóng miền Nam, thống nhất nước lượn. Ao nước là khẩu kỳ nguyên bá, kỷ nguyên quốc độc lập thống nhất, cấp về xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng cùng lần thắng lợi của bài kháng chiến tức thất Mỹ cứu nước, lê thắng lợi quốc trời điếp nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, cấp thống nhất quốc Pi Nòng là dân tộc đã cả nước. Cùng một tầng thóc nghệ thuật quân sự Việt Nam, tờ báo lãnh đạo đầy mạc, tài tình, sáng tạo quốc Đảng. Tốc lăng văn giải phóng, để bản lãnh đạo quốc Đảng, quản lý của nhà nước và đoàn kết nhất trí cố gắng quốc tăng dân tăng quân, nước là đa trung lành biên nhân toàn bị hải đắc nà tốc làng chiến tranh, anh dũng kiên cường chiến đấu dư biên giới bường Bắc, biên giới bường Tây Nam, các bãi khẩu công cuộc tôn báu xây dựng dư tổ quốc, lần lò mới nhân toàn đã chống đẩy của đất nước là lăng Tham Thiết Pi hay tàng thác tôn báu. Thủ tướng lần nước là đã chống đẩy lấy thành tiêu cải luồng vì ý nghĩa lịch sử hai thân này, nước là đã óc khói nước kèm phát triển, ba bê khẩn bước kinh tế công Pi hơn chất phấn, quy mô của một tiềm lực bước kinh tế phản càng thông hình. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cùng lần nhân toàn đã chống tay giúp tăng cá lên lĩnh vực đời thí tiếp Pi quá, đã chống mặt cơ hội cùng một ba bê tốt con quan trọng, phải nước là tôi báo bê khẩn phán hơn, tăng diện hơn. Tâu lăng bài lần truyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, Lê Cam Lân, quốc đại diện cựu chiến binh, cựu biệt động, cấp cựu thanh niên xung phong tham gia bay tổng tiến công không bình trình Pi Xuyên Đường Cầu Park Chất Tiếp Hà, cùng đời văn Tham Thiết Bình Thí chương trình diễu binh diễu hành của lễ kỷ niệm đã khai óc trong tề để tham gia cuộc tham tiếp pet khối lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam, các đại diện đại lực lượng cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ hăng hăng và tự hào 19 tháng lịch sử, các quyết tâm vẫn phát huy tinh thần đại thắng của mùa xuân thí tiếp Pi bờ con, quyết tâm xây dựng cấp dư bắn tổ quốc và này. Pi Nòng Thương Điếp, qua ma Đảng ủy Công an tỉnh, ngáo khởi hội nghị học tập lần cháu, các bài khảo hệ nghị quyết hội nghị Trung ương thiếp khó thiếp hết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thần tăng lại cấp ủy lãnh đạo lại đơn vị trực thuộc Đảng ủy. Hội nghị đã lần mưa kết quả hội nghị bài tài thiếp Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó thiếp hết. Còi khảo nghiên cứu lại quan điểm đạo thiết dự thảo văn kiện lần khẩn đại hội thiếp thống của Đảng, lễ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa thiếp hết dự đại hội thiếp thống của Đảng, báo cáo coi mưa viên hiệp kinh tế xã hội Hà Pí từ Pi Thòng Xuyên Linh Thiếp hết thường Pi Thòng Xuyên Linh Thiếp hạ, cơ về tận ốc đỡ Hà Pí từ Pi Thòng Xuyên Linh Thiếp sốc thường Pi Thòng Xuyên Linh Thòng Thiếp, báo cáo tổng kết viên hiệp điều lệ Đảng khóa thiếp hết cấp biên phủ điều lệ Đảng, báo cáo tổng kết lại việc mưa lý luận thực tiễn qua thản thiết Pi tôi mơ từ Pi Xuyên Đường Cầu Park Pê thiếp sốc thường Pi Thòng Xuyên Linh thiếp sốc, lần cháu thòng đề án đã đẩy hội nghị Trung ương thiếp lớn quá lệ đề án nội bài biên chế cơ cấu lại bộ máy cán bộ công chức viên chức, các đề án quy hoạch phát triển quản lý báo chí tăng nước
thường Pi Rong Xê Linh thống thiếp hả? Kỷ niệm thiết tiếp Pi văn giải phóng Việt Nam thống chất đất đường, văn thẩm tiếp bình thí Pi Xê Nâng Cọc Bác chất tiếp hạ, văn thẩm tiếp bình thí Pi Thòng Xê tiếp hạ, các văn quốc tế lao động xót bên hạ. Lai cấp lại ngành giúp huyện quan bà, đã biên lai phong trao thi đua luồm đà, vậy chống thành tích. Đang hành phải lân thần việc theo cờ, lên nương đến những việc hẹt để đảng bộ cấp Pi Nòng lai dân tộc huyện quan bà, dư cấp bần nề nếp vậy chống lại văn lệ cải đờ Pi, tăng cá lại cơ quan đơn vị, đà khai óc lai viên hẹn màu văn thứ bảy thờ dài theo cơ tổ quốc chút trực sở cơ quan giúp tăng cá lai tổ dân phố cấp tiếp tham xã thị trấn Pi Nòng đã tư là theo cơ tổ quốc theo những băng rôn khẩu hiệu theo năm quy định hãy hân lọ tinh thần điếp nước và tự hào dân tộc chống mà không khí luôn là phấn khởi đã cân sẵn nay cũng lên nương để những viên hẹn bị ý nghĩa về thôn cháo mưa tinh thần điếp nước đã bùi cần chú huyện quan bà tổng chồng thi thiết bị vận giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tham thiết bướn thi phát nương thống thiết hạ bị phần ấp chủ tịch Hồ Chí Minh khám văn thảo cỏ bướn thi huyện đoàn Đồng Văn bảo đời trung tâm văn hóa thể thao cấp du lịch huyện đã khai ốc liên hoan nhóm tuyên truyền lại bài hát cách mạng đời tiền lòng tự hào bài tờ cơ đằng mà đời liên hoan mi thiết hạ đơn vị tôi nã hơn lại cơ quan đơn vị tổ chức đoàn du huyện Đồng Văn là nhóm trường lại bài hát mượt đảng Bác Hồ, chờ điếp bản làng nước lươn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, hào hẳn và quyết tâm cốt tham món huyện Đồng Văn đời xây dựng cấp coi giữ bản làng nước lươn. Thường đời liên hoan bài này, lại đoàn giải ao mà hở cần trồm lại bài hát cách mạng, mưa chào điếp bản làng, mưa lại pì bướn cốt dân tộc Việt Nam, đào bài thức thức dứ cấp xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đại khai ước du huyện Đồng Văn, ban tổ chức sẽ chọn óc lại bài hát hay nhất. Vậy bài dư liên hoan là nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tăng tình giúp bừng ná. Hết chương trình hương bò phè hẳn những liên khỏ biên giới. Ngắm qua ma Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp chi nhánh Việt theo Hà Giang, đã bị bay tặng số tiếp hạ tô bò phè hợp Pi Nòng khỏ chú tít xã biên giới lệ Bạch Đích, Thắng Bố, Phú Lũng, Na Khê cũng huyện Yên Bình. Chương trình hương bò phè hợp Pi Nòng khỏ chú biên giới bên này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp chi nhánh Việt theo Hà Giang đã hứa số tiếp hạ tô bò phè hợp số tiếp hạ lươn chập khó khăn chú tít xã biên giới cũng huyện Yên Bình. Đã hẳn bị xã Bạch Đích lệ thong tiếp hạ tùa, xã Phú Lũng lệ tiếp hạ tùa, xã Na Khê tiếp tùa, cấp xã Thắng Bố tiếp hạ tùa. Cấp hư số tiếp hạ ăn điện thoại di động của Viettel hàng số tiếp hạ lươn. Chương trình hư mô phè hợp Pi Nòng khò đặc cấp đăng hư bực bất chất tinh thần hợp Pi Nòng lai dân tộc khò giúp biển giới hư Pi Nòng bị thêm điều kiện phải hẹn kinh tà để khó xác vừng góp phần bảo đế bộ đội biên phòng xây dựng cấp dư mắn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Qua ma ban chỉ đạo chương trình chung lên vì cộng đồng hứa cần khò giúp biển giới mơ phè tỉnh Hà Giang đã áo số tiếp cầu tua mò phè hỏi lại lươn rút tham xa các biến lê tà lùng phố cáo cấp lùng cú huyện Đồng Văn bài này đoàn đã áo số tiếp cầu tua mò phè hỏi số tiếp cầu lươn khò rút tham xa các biến huyện Đồng Văn về liền hệ kín đời tăng lãi số ngân nửa tỷ nứng ngân hứa hỏi lại lươn để áo từ ngân thu mà đáy quốc Việt theo thường thường bươn thiết bì này chương trình chung lên vì cộng đồng hứa cần khò các biến mò phè đã áo xiên đứng thong phát chiếc tích hạ tùa mơ phẻ, hỏi lại lươn khó rút tham thiết thế xã đã tăng tình. Khen việc hở mỏ, chi nhánh Việt theo tỉnh Hà Giang, cùng ngừa mỗi lươn hạ phát xiên mỗi tùa lúc mơ ó lục. Đời lại lươn khó lê tì im phải hứa Pi Nòng tà giác tà khó. Hệ chương trình chung lệnh vì cộng đồng, hứa còn khó khắp biến mơ phẻ, lê viên hiệt đê miếc, hảo hàn trào bà đáy hóa bà khác của dân tộc là men tà giác tà khẩu số thăng tình đối cách hiện này sẽ đảm bảo họ cân dân đầy hương lời hưng lì Pi Nòng nhìn lệ cân dân tộc khăn này đang bị nổi cần hay pua cũng lệ cân dân tộc khăn này bị nổi cần đang thòng chúng dừng tì điều kiện kinh tế chấp lại khó khăn lúc óc lục sẽ để hư thong chiều ngần hàn nên nương đợi lại quy định giúp nghị định của chính phủ sẽ bị hiệu lực từ bườn sốc bị thong thời điểm tiếp hạ chính sách lần nữa để quy định xuống nghị định cũng chính phủ quy định mới chính sách hứa hợp Pi Nòng nhìn đơn diện liên khỏ lè cân dân tộc nội cần ốc lục theo làm chính sách dân số.
Theo nghị định, Pinau Ninh Lệ Cân Dân Tộc Nội Cần hay Pinau Ninh Lệ Cân Kèo, Âu Pua Lệ Cân Dân Tộc Nội Cần đợt diễn đuyên khó. Chú nhường tì điều kiện kinh tế chấp lại khó khăn, sẽ đẩy hư ngân trong ốc lục đợi lại trường hợp làng này. Ốc lục bài tài ất mà ốc tham lục tạo khẩn, song ốc lục bài tài thòng mà từ thòng lục tạo khẩn. Nghị định cũng quy định mới là trường hợp ốc lục tài tham mà vẫn đại hưởng chế độ theo quy định. Nghị định quy định mới đối tượng đại hưởng sẽ đại nhận trực tiếp thông chiều ngân bồi cần từ bườn tốc khón, tốc làng ốc lục ón. Đối tượng đại hưởng phải tư nguyện cam kết bằng văn bản mới ốc thêm lục. Nếu vi phạm, phải bé tao ngân, đã đại hừa. Chính sách hư Pinau Ninh lê lươn khỏ, lê cân dân tộc nòi cần, ốc lục theo làm chính sách dân số của chính phủ, sẽ góp phần cải thiện bữa tơi thòng, ông thùng bữa tinh thần hôm lèng hạ Pinau lê dân tộc nòi cần. Chính lòng hành phấn lại Pinau Ninh khỏ, nhất lệ Pinau Ninh khỏ, chú nhìn xa ti quay pu thùng, Pinau cân dân tộc nòi cần, sẽ chấp lại khó khăn, lúc ốc lục, nhất lệ thiểu mưa ngân. Nghị định này bị hiệu lực từ văn tiếp hạ bườn sốc bị thòng xe linh tiếp hạ. Pinau Hồng từng điếp, Lê Nương đã dừng tì la lìn đe bạc hạ cân bê la lìn, đã dừng văn nghỉ thảm tiếp bình thí, các văn xóa ấn bình hạ. Nhưng lợi nà bóc thảm cóc, bữa mùa, đang đẩy phấn nâng lên bức, cấp chồng coi giúp huyền quản bà, đang ơi lòng để cân bê la lìn thằng chồng, chụp ảnh điều điểm. Pi này lươn á vàng thị út, giúp thôn lung thang xã quyết tiến huyền quản bà. Búc cấp trong coi sở HA nâng, bióc thảm có bữa mùa. Liên Á đã đầm lòng bióc này, từ cấp trình bị máu. Hợp thân này, bióc đang thi căn phóng. Theo Á út lần, nhưng văn thường, Liên Á bị khoảng sốc tiếp, thần chất tiếp được cân bè la lìn, thân châm, chụp ảnh. Đang văn lề thảm tiếp bườn thí các văn xóa ất bườn hà này, số cân bè la lìn, thần chụp ảnh đai khẩn. Mì văn, Liên Á, đếm thân từ bác nâng, thần bác nâng thoát tiếp cận. Đời giá, mùi bay thân trông, chụp ảnh chút thùn bóc thảm có của lươn là, lè tiếp xin ngân. Trung bình mùi văn, lươn á chống mặt từ sốc bác xin ngân, thần chiều nâng ngân. Quá việc chút bóc thảm có, vài hải cân bê la lìn thân trông cấp chụp ảnh, đà chống mặt ngân thù hải lươn á đàng lần. Á vàng thị út, thôn lung thang xã quyết tiến huyện quản bà lần. Năm nay thì tôi dùng được 1 HA để phục vụ khách du lịch. Vì này liên khỏi lúc HA nâng, nó mạnh tham góp, phải phục vụ cần phải là liền. Áng mùi văn, bị từ sốc tiếp, thằng chất tiếp cần thằng chồng, các chụp ảnh chú đẩy. So đến đàm khảo, thì đàm nó bóc tham góp, chống vào này lại ngân hơn. Giúp huyền quản bà, lúc bóc tham góp bữa mùa, đẹp lúc lại, chút theo khả tàng cốt lộ tí xề. Một thôn lung bơi xa quản bà, khu tường đá thạch sơn thần. Nên lại tì tục cón để Pin Hồng cân dân giúp huyền quản bà túc đốc thảm cóc bữa mùa. Cấp chuyến từ đâm khẩu, đầm bắp, khảm đầm nó thảm cóc, phục vụ cần phải la lìn, chống hàng ngân thu đàng trầm hợp Pin Hồng. Vậy mình nhưng lại bóc thảm cóc phục vụ cần phải la lìn, thân trầm chụp ảnh, thì mì phấn này lươn, tư là, đà đầm, cấp trầm còi, lai HA đi đầm túc nó thảm cóc còn bị. Đới cân bê la lìn đa hư cùng một nọc nước, lúc thường đấy Hà Giang, Lê Pinau bất ngờ, các hẳn ấn tượng, lúc bóc thàm cóc, đang phóng bóc, khẩu mưa bố vụ. Cá Nguyễn Đức Trung, cân bê la lìn giúp Hà Nội lần hải chắc. Thực sự là mình lên đây là rất bất ngờ luôn. Là thực sự khẩn thần này, khỏi hẳn bất ngờ. Vì biết nghỉ, Lê Khăn này, ta bị bóc thảm cóc phóng. Vì Lê bay tốt có nhất khỏi khẩn đầy, thì bóc và bài giá. Nhưng mà lần này mình lên thì bài này, công nhận là rất là đẹp. Thì là hẳn bóc đầy mạc hơn. Á Nguyễn Thị Quỳnh Trang, cân bè la lìn giúp Hà Nội lần. Mình cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là hôm nay không hẹn mà lại gặp hoa tam giác mạch. Bình thường là hẳn bất ngờ giá, vì phần này biết hẹn mà ta để chồng nó bóc thảm cóc. Vì lại bóc thảm cóc hay phóng khỏi bừng tiếp ất, mà bừng tiếp ất thì khỏi ta mới bị dịp phải khẩn chồng. Mưa này đầy khẩn đa lìn, hẳn bóc thảm cóc, lại khỏi hẳn đầy hà, cảm ấn tượng đến Hà Giang. Cá Liêu Thiên Hào, cân bê la lìn chú thành phố Hồ Chí Minh lần. Mình nghĩ con người Hà Giang thật sự rất gần gũi với thiên nhiên. Khoai nghỉ, tôi cân Hà Giang lê sở sàng, đới thiên nhiên.
là Hàn Vinh Dự, các cụ này cơ hội đai hà, phải đầy trải nghiệm, doam đình hà giang này. Nói đến khung cảnh bùng phà chống hận đầy mạc, thì tu cần rút này cũng sợ sẵn lấy cằn. Quán này, khoai những chút lùi thêm, để lại phong tục tập quán đầy hà, của lại dân tộc. Rất nhiều điều thú vị. Từ hiệu quả của việc rút bóc thảm cóc bớ vụ chống mắc hận bị đồng cân dần, có lẽ huyện Quân Bà sẽ bị quy hoạch đỏ làng, phải khai quàng mở rút bóc thảm cóc bớ vụ này. Chống mắc tì lan đỉnh đầy hà, các góp phân khai quàng bờ hẹt du lịch giúp đỡ huyện, góp phần chống mắc ngân thu đáng lần hợp bị đồng cân dần. Bày xe tốt lăng kinh lẩu kinh bìa lên nương đã những việc ba thần tai nạn giao thông. Là việc hẹn mực kiểm soát xử lý vi phạm quy định mượn đồng đồ lẩu đã cần lái xe, đang đại hẹn đã phẩm vị cá nước, từ này thân thiện chỉ bị máy thông sinh tiếp hạ. Tính mạng tu cần lè tăng cá. Đã kinh lẩu kinh bìa lè bị đồng biết phần lái xe. Pì nòng thương điếp mời pì nòng tỏ nghe phóng sự. Ba mẹ hiện lại cách ở làng đầu tứ. Lại huyền khỏ tăng phải ma giác. Chỉ lòng hẳn việc ở làng đầu tứ của huyền Bắc mẹ đào lại bị qua ma nhằm chập lấy ăn khẳng. Đã ở ba hội nhập các bài khẩn mò khăn này. Đời những tổ làng mi thàn cô la. Huyền Bắc mẹ đang ở làng lại lươn đầu tứ thường đệ huyền bằng lại cách tăng cắn. Mò mì lại cơ chế chính sách tôi mắc hành chính. Và tôi có nấu khảo huyệt, xong đã thu mà đẩy lại ăn đầy miếc. Bác mê lệ huyệt phụ thùng của tỉnh Hà Giang. Đào lại bị quá dù lệ nhanh chập lấy ăn khẳng. Xong để bà coi thường đại tư tỉnh thường trung ương. Bà lãnh đạo đầy miếc của ban chấp hành đảng bộ huyện. Bà cố gắng phải khẩn quốc căn dẫn. Chỉ lòng hàn kinh tế xã hội quốc huyện đã hiện đẩy lại việc bình lân. Đào lại bị quá. Lê đàm mi ba bê khẩn mắn đại hệ kinh tế xã hội. Xong việc ơi lòng đầu tư của huyền sang đáy còi thằng đáy. Chỉ lòng hẳn sang ơi lòng đáy lại nguồn lực đầu tư khẩu huyền. Từ hẳn huyền đã khẩn ba bấy, các mì lại cách hiệt về ơi lòng đầu tư. Kế Triều Trung Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyền Bắc Mê Lân. Đối với huyện phải có cái hàng đầu là phải ưu tiên cho những cái việc chúng ta tập trung đầu tư ở đâu. Tớ con bọn khỏi phải ưu tiên đầu tư. Đầu tư tù làng con, tù làng tốt lắng, vậy thù mà đẩy thùng nhất. Nhàng mưa ơi lòng ngân đầu tư, lè bọn khỏi đã phải chập lại lươn đầu tư, các đẩy hậu ô kỳ cam kết. Khẳn này bọn khỏi hàn lại đơn vị này, hệ để việc các mi trách nhiệm đời huyền, huyền phải mi trách nhiệm đời lại đơn vị này. Những đơn vị này sẽ có khả năng và cái trách nhiệm với huyện và huyện phải có trách nhiệm với các đơn vị này để làm sao mang lại hiệu quả cao nhất. Vậy hiện xong lại cơ chế chính sách ở lòng lại lươn đầu tứ, huyện Bắc Mê đẩy hiện lại cách tăng cắn, mở về dự lại hội nghị hội thảo mưa đầu tư đã khắp nào tỉnh, hệ cuốn sách mưa lại ăn lên mi thần, các lại dự án ở lòng đầu tứ. Từ pi thòng xuyên linh thiếp thí, thằng pi thòng xuyên linh thiếp dốc, các lại pi bường ná. Từ hồ pi thòng xuyên linh thiếp hả, phải ở khẩu hệ lại việc đã ở lòng đầu tứ. Huyện Bắc Mê đã khai đầy miệng hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Bắc Mê bay tay ết. Ở lòng đầy lại lượn đầu tứ, đời số ngân đăng ký sở tham phát tỉ mướn. Đảng hàn mi lại việc huyện ưu tiên ở lòng đầu tứ, mọi huyện lại chàng trai liền tay tua cái. Dự án đam piúc hệ che thở, hệ pi mày chắc, hệ ván bóc, lại lòng đồ quốc từ mày. Khai quảng huyện ốc bường nam lông gấm, hệ trợ tốt tráng xa đường hồng minh học. Liên kết lại tuyến tour du lịch đá khắp nào tỉnh, hệ lươn non lươn kín. Vậy hệ đẩy lại việc này, việc xúc tiến đầu tư của huyện đang đẩy lươn cháo hệ đầy miệng. Lại ngành sẽ lươn cháo hở lại lươn đầu tư, hệ xong lại thủ tục đầu tư. Là chính sách ưu đãi hợp lại lươn đầu tư, mở hứa mưa giải phóng đín, ngân thuế đín, thuế ná nằm, tà bay ngân dung đín, hứa ngân thuế thu nhập doanh nghiệp, vàn rời hệ chế nhắc hành chính nổi lồng. Đào lĩnh vực du lịch dịch vụ, đời lại ăn lên mì thàn cốt lạ, mở mì lệ di tích lịch sử cấp quốc gia, lệ càng Bắc Mế, hàng đan cúm Na Chảo, lại tì la lì rút hồn thủy điện Na Háng Tuyên Quang, Ba Bể Bắc Cần, lại bản văn hóa du lịch đã đầy khai ước, lệ tì la lìn đầy miếc. Song cơ sở vật chất nhang thiếu, sàng đò đầy chờ ai mưa bảy mà, tì kín tì rú hở cần la lìn.
Chị Long Hàn huyện Đà ơi Long lại lươn đầu tư, lại tổ chức lại cẩn thận đầu tư khẩu huyện. Vài hư hảo huyện Bắc Mê bên tì la lìn đầy miếc đầy lại cẩn thận này. Đào hiện lấy nà liền tơi túa phiếu đống, huyện cũng đang ngồi lòng lại lươn đầu tư. Phần lái lê liền tơi túa quy mô trang trại, hết bị mây chắc, hết miến, hết thuốc tướng. Đời lại cơ chế chính sách ưu đãi của huyện thường này, đã bị lại doanh nghiệp hợp tác xã đăng ký đầu tư, đời số ngân hàng tỷ mướn. Các phần đường doanh nghiệp trước tôi hết kín, vậy xã ốc bà phải mơ. Kế Ninh Quang Xin, giám đốc công ty Hà Ngân huyện Bắc Mê Lân. Đơn vị chúng tôi là cũng đã ký kết với huyện là cái chương trình xây dựng nhà nghỉ. Công ty Bòn Khỏi đã ký cam kết để huyện mưa hết lươn non, cổ mò khai quang lại mô hình liền tay túa. Khả này huyện đang hứa mưa đi nhà hở công ty. Các huyện cùng hứa công ty lại ăn tháng cắn. Chỉ Long Hàn công ty đang phê khẩu hết. Huyện cũng đã tạo điều kiện mà công ty cũng đang triển khai. Đào lại viên huyện đang ơi làng đầu tư. Lê viên hệ cơ sở hạ tầng đang đẩy huyện lân cháu hệt mến. Nhất lê dự án khai quang đô thị, ở bường Nam Lồng Ngâm đang ơi lòng đẩy ngân bốn cái khô lại lươn đầu tứ, ướm lê hàm phát thị mướn. Khẳng này huyện mi lai ăn hư hảo lươn đầu tứ, mở giải phòng đín, san đín hợp phiếng, hệ chia nhát xây dựng, khai quyền dùng đín, đồ quốc xuống nửa đín, đã tỏ nhận đẩy lại ăn đầy miạc khô lại lươn đầu tứ. Phía khai quảng khu đô thị Bương Nam Lồng Ngâm sẽ góp phần đảm bảo ổn định hưng lý hợp phi nồng cơn dân. Khen hàn bên thị in hợp ba bê khuyên mưa kinh tế xã hội. Thường này lại cơ chế chính sách ở lòng lại lươn đầu tư thường đầy huyện Bắc Mế, đang đầy lươn cháu hệt khắp thú mà đầy lại ăn đầy miếc. Kế Trần Đức Việt, giám đốc dự án Thủy Điện huyện Bắc Mế Lân. Nhận thấy trên huyện Bắc Mế nói riêng và trên tỉnh Hà Giang nói chung. Khỏi hẳn huyện Bắc Mê lần hát điếu, các tỉnh Hà Giang lần tăng lái, lê mi lê mưa hệt thủy điện. Chỉ Long Hoàn tổng công ty Bòn Khỏi đã đầu tư hệt dự án thủy điện Bắc Mê. Khăn này Bòn Khỏi có khẩu hệt, vậy hệt mê làm việc đã cam kết đối tỉnh cấp huyện. Như đã cam kết với tỉnh và các sở ban ngành địa phương. Đời huyện nhận khó mà Bắc Mê, lệ việc gửi lòng lại lươn đầu tư thành đẩy huyện nhưng lại ăn khẳng. Trước đẩy việc này, chỉ lòng hàn khăn này huyện đang tạt nóc lại cách thảo bữa lời ăn khẳng. Vườn tàu mi lại cơ chế chính sách, vài bác mê bên tí thiết điếp có lại lươn đầu tư. Kế Triều Trung Hiệp, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê Lân. Tới này sẽ làm việc cụ thể với các đơn vị đã ký cam kết. Bường Na Bòn Khỏi xây hết viên lò làng đời lại đơn vị đã cam kết. Cởi đơn vị hào đầu tư khởi viết lắng, khen hẳn ưu tiên hào lại đề án, đã áo cam kết đời lại đơn vị. Huyện ổ phải hiện lòng hào phải hiện lại công trình đẻ đẹp nhanh nhất. Này là chủ trương của huyện Bắc Mê. Tiếp tục để làm sao những cái công trình để đưa ra kết quả mà mang lại hiệu quả cho thiết thực nhất đối với huyện Bắc Mê. Đời lại cơ chế chính sách ưu đãi mở lòng này. Ai lê này lê thì im phải loại doanh nghiệp đầu tư hệ kinh buôn bán giúp này. Vậy cởi thằng Việt tận ốc vì Bắc Mê phải khẩn mắn. Tiếp chương trình văn này mơ pi nâng toàn nghệ phân thêm còi. Việt Nam ngang hàng thế giới độc lập bao đáy kỹ là...
bắc tàu thường rôn khoang rèo lăng bòn khen ca Việt cách gần vần mình yêu sách bắt phu. Rồi rồi ơi, tháng dự tổng xin pia để xây chiến cơn đảng rọn riết tăng dân đoàn kết mọi cần bấu phân biệt nhìn tài sẵn sàng bấu lao tay cháu nước thanh niên lẻ lớp lớp khấn tàng óc tiền phương tức phan châu nước ngầu phương lệ kiến quốc nước rườn cùng cố mắn hậu phương Việt Bắc căn cứ lãnh đạo khắp rộng miền qua cầu Pi liền tiền cang chiến rực phan rúa đít đan mưa tây miền Bắc ơi đây dừng xây hợp tác đó rực rẻ hứa rồi miền Nam tặng nước kéo khấn tàng tức mỹ quyết tức ngụy táo ngụy rúa hồ mưa kê hồi lúc lan mưa kê chép rương bàn gì chúc mọi mường đoàn kết rực nước rượn ở mắn ở đây giải phóng miền Nam mây độc lập mở rộng miền chòm ná đuổi căn bạc mong ước từng vạn giải phóng câu mưa dương từng tâm miền Nam dương cờn kê lục làn dương điếp dương bạn bè dương tiết tha châu cam bay vừa nay toàn nước hay thống nhất nước rượn đây độc lập hoàn toàn nước rượn đây độc lập hoàn toàn rực mắn đây giang sơn tổ quốc xây dựng đầy đín nước mặn châu sáng lợi dân giàu của cương xây dựng đầy đín nước mặn trầu. Vì nồng thương điếc, chương trình thời sự thêm còi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang phần này. Mỹ phát thanh viên Hoàng Huy, Kim Thí, kỹ thuật viên Nông Nhung hệ thống này Lê Thuấn. Phía bác Vì nồng đã tón nghe chương trình. Thương điếc chào Vì nồng.